Thưa quý vị, hiện 14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy xảy ra trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã được đưa về nhà tang lễ bệnh viện 198 và nhà tang lễ quận Cầu Giấy. Đến chiều nay, không khí tang thương bao trùm, người dân hốt hoảng đến nhận dạng các nạn nhân và bật khóc trong tuyệt vọng. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, 10 trong 14 thi thể nạn nhân đã được đưa đến nhà tang lễ quận Cầu Giấy và cảnh tượng tang thương vẫn đang bao trùm nơi đây. Trong số 14 nạn nhân tử vong thì có 10 nạn nhân được đưa về nhà tang lễ quận Cầu Giấy. Thân nhân, bạn bè của các nạn nhân vẫn túc trực để đưa thi thể người thân về lo hậu sự. Nhiều người bật khóc, liên tục gọi điện thoại báo tin tình hình, thậm chí ngất lịm. Anh Trang, bạn của một gia đình nạn nhân, vừa mất đi hai người con, không khỏi đau xót. Khi một đôi vợ chồng trẻ đều sinh năm 2001 và mới cưới cách đây ít lâu, nhưng đã tử vong trong vụ cháy xảy ra đêm qua. Suốt hành trình đưa gia đình nạn nhân lên nhận con, anh liên tục chứng kiến cảnh người nhà ngất đi nhiều lần. Thế là lúc bác ấy nhận được tin là con bị như này là... Cũng là chạy lên luôn. Lên có mặt từ sáng sớm. Chờ đi từ sáng rồi đấy. Chờ liệm xong thì mới về được. 3 giờ 30. Thì thấy đứa cô 3 giờ 30. Hai người kia chưa có gì. Mới cưới hả anh? Mới cưới. Năm ngoái hay khi nào? Mới cưới cách thì chắc gần thôi ạ. Bởi vì bạn mình nghe thấy bảo là hai vợ chồng nó mới cưới. Nhưng chết hai vợ chồng luôn mới khổ. Hoang mang. Còn lên còn không nhận được xác, cháy đen nữa, mãi không nhận được xác. Đến khoảng 15 giờ chiều, một số nạn nhân đã được gia đình đưa về. Bên trong xe, cảnh tượng tang thương bao trùm, nghẹn ngào và khóc thương. Có một số nạn nhân là sinh viên, thậm chí mới ra trường, với bao ước mơ, hoài bão. Cũng có một người ở Văn Giang. Hai anh em trọ thì người em thì đi về quê, nên người anh ở lại thì cũng không gặp chết, cũng vừa đỗ vừa ra trường, học trường đại học quốc gia ra trường xong trọ ở đây đi làm thì người nhà ở đây lên trước đổ xong rồi xem đi sau hai. Theo một số người thân nạn nhân cho biết, họ đã đến từ rất sớm để nắm tình hình, nhưng cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính các nạn nhân, nên phải đến trưa nay, nhiều người mới biết được cụ thể tình trạng người thân của gia đình. Ngày hôm nay 24 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện gửi các bộ ngành cơ quan chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo vụ việc. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ ngành cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy, rà soát lại các quy định của pháp luật và điều kiện về phòng cháy chữa cháy liên quan đến việc kinh doanh cho thuê trọ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2024. Cũng liên quan tới vụ việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 14 người tử vong ở phố Trung Kính, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo đó, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ phối hợp với Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn ngay trong sáng ngày 24 tháng 5, với mức 50 triệu đồng đối với người tử vong, 30 triệu đồng đối với người bị thương. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các đơn vị, Sở Y tế, Công an thành phố, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, theo chức năng nhiệm vụ được giao, chăm sóc cứu chữa người bị thương, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy. Báo cáo Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định. Theo UBND thành phố Hà Nội, vụ cháy xảy ra ở phố Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội khiến 14 người tử vong. Các lực lượng đã kịp thời cứu được 7 người mắc kẹt. Thưa quý vị, vụ cháy nhà trọ trong ngõ 43 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào rạng sáng hôm nay khiến 14 người tử vong. Một lần nữa cho thấy những bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy hiện nay tại các khu nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ ở thủ đô. Xe chữa cháy không thể tiếp cận được hiện trường do ngõ quá nhỏ, việc cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn do ngôi nhà dạng ống và gần như không có lối thoát. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0 giờ 45 phút ngày 24 tháng 5 tại ngôi nhà trọ 3 tầng ở số 1, ngách 43/98/31 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Chỉ trong ít phút, lửa bùng lên dữ dội kèm nhiều tiếng nổ. Công an Hà Nội đã điều động 50 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện tới hiện trường để dập lửa. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến 14 người tử vong. Tới 5 giờ cùng ngày, tất cả thi thể nạn nhân đã được đưa ra ngoài. Vụ cháy kinh hoàng khiến cho nhiều người dân vô cùng hoảng sợ. Một màn khói đen phủ bao trùm ở dưới cạnh nhà tôi. Tôi chạy xuống và hô hoán và tất cả mọi người ở trong ngõ và trong xóm ra hỗ trợ mọi người để cho mọi người biết được vụ cháy để mọi người hỗ trợ. Mình nhân lúc đưa mọi người ra xe cứu thương. Mình rất ám ảnh và đến bây giờ mình cảm thấy mình vẫn run. Nhiều người dân cho biết khoảng cách từ đường lớn vào khu vực hiện trường xảy ra cháy khoảng chừng 300 mét và đều là những ngõ nhỏ, sâu, xe chữa cháy không thể tiếp cận được. Lực lượng chức năng phải nối dây để đưa nước vào bên trong, xử lý đám cháy. Bà lò nhất cái nhà thông ở kia, mà mấy chục vào phòng trọ. Mà đây có cái đề phòng cháy chữa cháy đấy mà, có ăn thua gì đâu. Cái ngõ này làm sao mà xe cứu hỏa vào được, mà không chết. Nên là trong này làm nhà tầng cao mà cho trọ nguy hiểm đó. Với những cái ngõ ngách nhỏ như thế này thì việc là tiếp cận của các cái cơ quan về cứu hộ ấy rất là gặp rất nhiều khó khăn. Giống như tính từ cái phố Trung Kính vào đến cái đoạn bị cháy nổ nó rơi vào tầm độ 150 m và đường rất là ngoằn nghèo. Có khoảng 1,5 m thôi thì rất là các đơn vị rất là khó để tiếp cận với việc nếu mà có thật lấy mà có đến nơi xong thì có khi là cũng rất là khó để mà cứu được chúng ta. Cũng theo các nhân chứng, hiện trường vụ cháy là một căn nhà trọ dạng nhà ống 3 tầng. Mỗi tầng có khoảng 4 phòng trọ. Khu vực xảy ra cháy có một khoảng sân để khoảng 20 đến 30 chiếc xe máy, xe đạp điện. Khi xảy ra cháy, những chiếc xe này bén lửa bùng lên dữ dội. Để cứu người ra bên ngoài, lực lượng chức năng và người dân đã phải sử dụng thang dây phá cửa. Gần một tiếng thì đám cháy được dập tắt. Đấy, và lực lượng chức năng vào tìm kiếm những người còn ở bên trong và vận chuyển những người bị thương và người tử vong ra ngoài. Thì khoảng đến 4 giờ sáng là mọi công tác đã xong. Vụ việc này sự là không ai mong muốn, nhưng mà sự việc nó xảy ra nó cũng khiến mọi người rất đau lòng. Không ai mong muốn điều này xảy ra. Thì cũng xin chia buồn cùng với các gia đình nạn nhân đã gặp nạn và mong mọi người ý thức trong việc phòng cháy chữa cháy. Theo đội cứu hộ Fast Angel, hiện trường vụ cháy rạng sáng ngày 24 tháng 5 và vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân hồi tháng 9 năm 2023 có nhiều điểm giống nhau là đều không có lối thoát hiểm. Điều này khiến cho những nguy hiểm luôn rình rập người dân mỗi khi có sự cố xảy ra. Nó cũng giống như kiểu vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, đó là xe cứu hỏa không thể tiếp cận một cái trực tiếp được, mà phải dẫn một đường dây phải dài khoảng 200 mét hoặc hơn để dẫn vào hiện trường và rồi là mới có thể là chữa cháy ngay được. Và rồi là trong hiện trường thì lại là những nơi kín đáo và gần như là không có lối thoát.
Ở trong vụ cháy ở chung kính này cũng vậy, thì hiện trường lại là một nơi gọi là chứa nhiều các vật dụng dễ cháy như là xe điện hay là bình ắc quy hay là những các cái vật dụng khác, rồi là xăm lốp, bởi vì đây là một trong ngôi nhà đang là hành nghề sửa chữa xe máy và xe đạp điện, cho nên là có rất là nhiều các nguyên liệu dễ cháy. Thì khi mà tiếp cận hiện trường thì lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng rất là vất vả, và với sức nóng khủng khiếp ở trong cái môi trường kín thì gần như là cái số người sống được như thế là cũng là một trong những kỳ tích rất là lớn rồi. Gần hiện trường xảy ra vụ cháy vào rạng sáng ngày hôm nay có rất nhiều ngõ nhỏ, ngách nhỏ như thế này. Đây chỉ là một trong số hàng nghìn những ngõ nhỏ, ngách nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội và gây ra nhiều khó khăn trong tác phòng cháy chữa cháy. Và vụ cháy vào buổi sáng ngày hôm nay khiến cho 14 người tử vong, một lần nữa là lời nhắc nhở và bài học cho mỗi chúng ta khi sống tại những ngõ nhỏ, ngách nhỏ như thế này. Tính đến thời điểm này, vụ cháy nhà trọ tại phố Trung Kính đã khiến cho 14 người tử vong, 6 người đang được cấp cứu tại bệnh viện.